xin chào mọi người, và trong kính máy quay là một chị khách hàng đã đi một quãng đường khá xa hôm nay đến với DK để thực hiện là xóa lông mày. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị một chút nhé. Dạ em chào chị ạ. Dạ em. Chị ơi, chị có thể giới thiệu một chút về tên cũng như là bản thân mình để cho các bạn đang theo dõi livestream được biết rõ hơn về chị được không ạ? Chị tên là Phương, nhà chị ở trên Mộc Châu Sơn La. Dạ vâng ạ. Thì chị Phương có thể chia sẻ là tại sao với một quãng đường xa như vậy mà chị lại biết đến DK và mình lựa chọn tin tưởng đi đến DK để gửi gắm cặp lông mày được không ạ? Chị có một người bạn đã làm đây rồi, chị rất là khen dịch vụ ở bên này là màu sắc cũng như là rất là đẹp ấy, nên là nói chung là mấy chị em rủ nhau cùng sang đây làm. Cái quan trọng nhất là đẹp, chỉ cần đẹp là được. Có nghĩa là mình chỉ sợ mỗi là mình sợ xấu thôi. Ừ đúng rồi. Ngoài ra thì mình không sợ những gì đúng không? Ừ đúng rồi. Thế thì như chị chia sẻ trước khi mình thực hiện laser ấy, thì mình còn thêm cái nỗi lo nào nữa không nhỉ? Ví dụ như kiểu mình chưa đủ tin tưởng tay nghề này, hay là mình kiểu sợ đau hay gì không ạ? Ừ, chị sợ đau không nữa. À, có hơi sợ đau thôi. Ừ, đúng rồi. Thì tại vì em thấy nhiều người hay lo ấy, bởi vì xóa laser lông mày thì sẽ bị tổn thương. Thì không biết trước khi đến với DK thì chị có tìm hiểu kỹ về công nghệ laser của DK không ạ? Ừ, có. Tớ đã tìm hiểu qua một chút là bên này, laser bên này là tức là cái tạo tổn thương ấy, để nó sẽ hút hết cái màu của cái phun trước của tớ ra. Và tớ mong là kiểu hút được hết thì để đẹp, để có thể làm lại được một bộ lông mày mới. Có nghĩa là mình đã tin tưởng vào công nghệ laser của DK đúng không ạ? Có nghĩa là mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều rồi. Và chị yên tâm, và như mong muốn của chị là xử lý đi được hoàn toàn cái lớp nền cũ của mình, để mình có một cái nền mới nhất, đẹp nhất và sạch nhất để mình có một cặp mày mới. Thì chị hoàn toàn yên tâm vào công nghệ laser của DK chị nhé. Thì hôm nay là mình đi một quãng đường xa như thế thì chắc chắn là mình đang rất là mong muốn để mình có một cặp mày mới thôi đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ không làm mất thời gian của chị nữa, mà em sẽ mời chuyên gia bắt đầu thực hiện cho chị lông mày chị nhé. Thì ngay bây giờ thì chuyên gia có thể giúp em là thực hiện xóa cặp mày của chị. Và trong lúc đó thì em xin phép là sẽ giao lưu với chị thêm một chút nhé. Thì chị có thể chia sẻ một chút là cặp mày này mình làm được bao lâu rồi không ạ? Được khoảng 2 năm em ạ. Hơn 2 năm ạ. Thì ngày trước hơn 2 năm thì chị làm bằng công nghệ full hay là công nghệ yêu khắc ạ? Full, người đấy là full. Thì chị thấy hiện tại với tình trạng cặp mày của mình thì đang có nhiều điểm như nào? Chị thấy nó đang hơi dài. Hơi dài ạ. Tớ thấy nó không được tự nhiên ấy, tớ đang muốn kiểu mình làm sợi cho nó tự nhiên giống như mày thật của mình hơn. À, em thấy là với cả nó hơi thô đúng không ạ? Hơi thô và hơi cứng so với mặt của mình. Và lông mặt của mình có vẻ là hơi dài một chút. Đó. Thì bây giờ chắc là chị cũng đăng ký là combo là cả xóa cả sửa bên em luôn đúng không ạ? Thì bây giờ chị đã sẵn sàng để chuyên gia bắt đầu thực hiện cho chị chưa ạ? Rồi. Dạ, em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện giúp lông mày cho chị nhé. Và như chị khách hàng chia sẻ thì chị có hai nỗi sợ lớn nhất, một là sợ xấu và hai là sợ đau. Thì ngay bây giờ chuyên gia sẽ bắt đầu thực hiện để cho chúng ta cùng theo dõi cận cảnh nhất cái quá trình mà thực hiện laser lông mày tại DK như thế nào, và để xem giúp cho chị Phương có thấy là laser siêu laser Vicomax 2022 có giúp chị xóa tan nốt cái nỗi lo là sợ đau hay không nhé. Đó, và chuyên gia đang bắt đầu thực hiện rồi. Thì chúng ta có thể thấy là không hề có dấu hiệu của việc tổn thương hay trắng cháy trụ lông gì cả. Mặc dù thì lông mày thật của chị Phương cũng khá là dày. Và ống kính có thể zoom cận để so sánh hai bên nhé. Chị Phương ơi, thì mình có thấy đau rát hay khó chịu gì trong cái quá trình chuyên gia thực hiện không ạ? Thế là thấy hơi châm chích một chút. À vâng ạ. Thì có đau như cái lúc mình tưởng tượng ban đầu không chị? Không ạ. À vâng ạ. Đấy, thì các bạn đã nghe đây là những chia sẻ thật nhất của khách hàng nhé. Là chuyên gia đang thực hiện xóa laser cho khách hàng nhưng mà chỉ hơi châm chích một chút thôi. Mà da của chị Phương cũng là thuộc dạng da rất là nhạy cảm, bởi vì khi ủ tê xong thì cũng bị khá là đỏ ở cái vùng ủ tê. Đó, và rất là nhanh thì chuyên gia đã xử lý xong rồi. Thì bây giờ em mời chuyên gia cho chị Phương xem kết quả và để cho chị Phương cảm nhận như thế nào với ngay lần đầu thực hiện laser tại DK ạ. Bây giờ thì chị Phương sẽ cùng xem kết quả nhé. Thấy như thế nào về một lần hút đầu tiên tại DK như này ạ? Nó đã đỡ đi rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Và điều đặc biệt là chị thấy không hề có dấu hiệu tổn thương đúng không chị? Thì chuyên gia có thể phân tích một chút là đối với tình trạng mày của chị Phương thì sẽ cần hút thêm bao nhiêu lần nữa thì mình có thể thực hiện headshot lông mày mới được không ạ? Chị Hương chỉ hút thêm một buổi nữa thôi là chị có thể làm mới được rồi. Dạ vâng, là chỉ cần 2 lần đúng không ạ? À, các bạn có thể thấy là siêu laser Vicomax tại DK thì sẽ xử lý phần mực nhanh và rút ngắn thời gian cho khách hàng gấp 4 lần so với những công nghệ cũ. Vậy nên nếu chị em nào đang có vấn đề gì mày môi mí hoặc là còn đang lăn tăn sợ đau hay là giống như chị Phương là sợ xấu nữa thì hãy nhanh tay inbox cho fanpage của DK để được tư vấn cũng như hỗ trợ nhanh nhất về các vấn đề dịch vụ làm đẹp tại DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn chia sẻ của chị Phương ngày hôm nay nhé.